Real Madrid bước vào mùa giải La Liga mới với rất nhiều kỳ vọng, đặc biệt là sau khi chiêu mộ thành công siêu sao thế hệ mới Kylian Mbappe. Trận đấu mở màn giữa Real Madrid và Mallorca không chỉ đánh dấu sự ra mắt của Mbappe trong màu áo trắng, mà còn được xem là một sự kiện lịch sử đối với cả hai đội bóng này. Theo nhà báo Isabel Pacheco, trận đấu này được dự đoán sẽ có lượng khán giả đông nhất trong lịch sử Mallorca, với sân vận động chật kín người hâm mộ và nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự, bao gồm cả huấn luyện viên Lionel Scaloni, cầu thủ Mario Suarez và các nhân vật công chúng khác. Tất cả đều hướng sự chú ý về số 9 mới và cơn sốt Mbappe tại Madrid trong nhiều tuần qua thì đã lan sang mọi thành phố tại xứ đấu bỏ này, kể cả là Palma. Không có gì ngạc nhiên khi sân vận động Mallorca bán hết vé chỉ trong vòng 1 giờ với hơn 23.000 chỗ ngồi kín bưng, tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử câu lạc bộ. Sự phấn khích và mong đợi từ người hâm mộ là vô cùng lớn khi tất cả đều háo hức chờ đợi màn trình diễn đầu tiên của Mbappe trong La Liga, giải đấu mà anh đã từ chối gia nhập trong quá khứ để ở lại Paris Saint-Germain, và rồi sau đó thì chẳng thể cưỡng lại mà về với màu áo hoàng gia. Real Madrid và Kylian Mbappe đã khởi đầu trận đấu khá suôn sẻ khi Rodrigo đưa đội bóng hoàng gia vươn lên dẫn trước. Pha lập công này đến từ một đợt tấn công đẹp mắt bên cánh trái với sự phối hợp ăn ý giữa Jude Bellingham, Vinicius Junior và Mbappe. Tuy nhiên, Mallorca không phải là đối thủ dễ bị khuất phục. Họ nhanh chóng sốc lại tinh thần và gỡ hòa ở phút 53 nhờ vào cú đánh đầu mạnh mẽ của Vedat Muriqi. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1, để lại sự tiếc nuối cho Real Madrid và đặc biệt là Mbappe khi anh đã không thể giúp đội giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra mắt La Liga. Một điều không hay nữa đó là Ferland Mendy đã nóng nảy trong những phút cuối và nhận ngay tấm thẻ đỏ, rồi sẽ phải ngồi ngoài 3 trận. Qua đó thì Fran Garcia khả năng cao sẽ là lựa chọn thay thế còn lại trong những trận đấu tới, trong bối cảnh Camavinga thì cũng đang gặp chấn thương. Dù đã có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng trận đấu này cũng cho thấy rằng Real Madrid vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Đội hình mới của họ, dù có sự xuất hiện của những ngôi sao lớn như là Mbappe, vẫn chưa thực sự an ý. Các pha tấn công của Real Madrid đôi khi chỉ mang tính bản năng, không được tổ chức chặt chẽ và hiệu quả như mong đợi. Điều này đặc biệt rõ ràng ở hàng thủ, thậm chí đến cả Rudiger cũng có những sai lầm, và khả năng tranh chấp bóng bổng thì thực sự tạo nên một chút những nỗi lo. Trong những phút thi đấu cuối cùng, các Madridista cũng không chứng kiến được sự khẩn trương cần thiết, không có những quả tạt liều lĩnh vào trong vòng cấm nhanh nhất có thể. Nếu phía trong là một cầu thủ kiểu như Joselu, thì có thể những đôi chân bên hành lang cánh đã có thể tự tin hơn. Bóng cứ tuồn qua hai biên, trả ngược về cho Modric, chuyển cánh và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi mất bóng. Kylian Mbappe, ngôi sao được kỳ vọng nhất trận đấu, cũng đã có 4 cú dứt điểm, 3 trên 4 tình huống qua người thành công. Chất lượng cơ hội mà anh được trao không thực sự ngon ăn, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ là 0,32. Tất nhiên, cách mà anh khiến ngay cả những khán đài đối địch của đối thủ cũng phải ồ lên từ màn đua tốc độ đầu trận, và chẳng hiểu sao trọng tài điều khiển trận đấu, ông Cesar Sotogrado, lại không thổi phạt đền, vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng của số 9 trong giai đoạn thăng hoa sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Kylian Mbappe đã ghi bàn thắng đầu tiên và giành danh hiệu đầu tiên với tư cách là một cầu thủ của Real Madrid ngay trong trận đấu tại Siêu Cúp Châu Âu bằng một pha mở máy ảo diệu. Nhưng sân chơi La Liga trong ngày thi đấu vừa rồi, thật tiếc khi hơn 2 vạn khán giả thành Palma không thể được chứng kiến màn khoanh tay ăn mừng đáo để mà họ mong chờ. Để tạo nên bộ tứ nguyên tử cùng với Vinicius Junior, Rodrigo và Jude Bellingham, và Mbappe sẽ cần thêm thời gian. Một trong những điểm nhấn của trận đấu này là cuộc đối đầu giữa Vinicius Junior và Pablo Mafeo, hai bờ chiến tuyến. Cả hai đã có nhiều lần chạm trán nhau trong quá khứ và trận đấu này không phải là ngoại lệ. Mafeo không ngần ngại sử dụng lối chơi rắn để kìm hãm Vinicius, và đỉnh điểm là tình huống anh dẫm lên bắp chân của cầu thủ người Brazil. Dù vậy, Vinicius đã kiềm chế được cảm xúc và không phản ứng quá mạnh, cho thấy sự trưởng thành trong cách xử lý tình huống. Tuy nhiên, một lần nữa, sự thiếu quyết đoán của trọng tài trong việc xử lý tình huống này đã gây ra nhiều tranh cãi. Vinicius đáng ra cần nhận được sự bảo vệ tốt hơn từ trọng tài, đặc biệt là trong các tình huống mà anh có thể bị đối phương chơi xấu. Nhưng nhìn cách mà đến tình huống Valverde bị đốn hạ ngay trước mặt mà ông vua áo đen còn chẳng chịu thổi còi, Real Madrid phải chấp nhận thôi. Cứu cánh cho một màn trình diễn không ưng ý của Real Madrid trong trận đấu này lại là Rodrigo với siêu phẩm cứa lòng xuất sắc. Dù thường bị đánh giá thấp so với các đồng đội như Vinicius hay Mbappe, nhưng Rodrigo đã chứng tỏ giá trị của mình với những màn trình diễn ấn tượng. Màn trình diễn trong ngày thi đấu này là một ví dụ, đặc biệt ở chỉ số đối đầu với 5 trên 7 lần tranh chấp thành công.
người ta cho rằng cánh phải của Real Madrid có khi cần một sự thay thế mới để tạo nên một tam tấu hủy diệt hơn. Nhưng trái lại, Rodrigo nên được đánh giá cao hơn mới phải. Sự ăn ý quen thuộc với Vinicius và giờ nếu mắt xích mới Kylian Mbappe có thể nhanh chóng bắt nhịp sẽ là cực khó để cản bước kền kền trắng phiên bản Galacticos 3.0 mùa giải năm nay. Trước trận đấu, Ancelotti đã úp mở về việc có thể sẽ thay đổi đội hình. Tuy nhiên, ông quyết định giữ nguyên đội hình xuất phát so với trận đấu trước đó, thậm chí là phải đến phút ngoài 80 mới thực hiện pha thay đổi người thứ hai sau khi Luka Modric được tung vào sân từ phút 63. Điều này có thể cho thấy rằng Ancelotti tin tưởng vào đội hình mạnh nhất của mình, dù có những sự kỳ vọng về việc xoay vòng để tạo cơ hội cho các cầu thủ khác như Brahim Diaz, Arda Güler và Luka Modric. Ông vẫn ưu tiên sự ổn định trong giai đoạn đầu của mùa giải khi mà đội hình chính của Real Madrid chưa thực sự hoàn thiện. Sau trận đấu thì thầy An cho biết: "Năm ngoái, tôi hài lòng với một số trận hòa, nhưng không phải hôm nay. Chúng tôi có thể làm tốt hơn nhiều. Bạn không muốn đưa ra lời bào chữa. Chúng tôi chỉ cần làm tốt hơn với thái độ tốt hơn. Bạn có thể học hỏi từ những trận đấu này. Rõ ràng là vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu tốt, nhưng đó không phải là một trận đấu hay. Chúng tôi cần phòng thủ tốt hơn. Chúng tôi cần cân bằng hơn. Chúng tôi đã nói trước đây, chúng tôi rất xem trọng tấn công và cân bằng cũng là điều cần thiết." Carlo Ancelotti cũng giải thích rõ về sự cân bằng mà ông mong muốn toàn đội đạt được. "Khi chúng tôi giành lại bóng, tất cả chúng tôi phải cùng nhau suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể nghĩ rằng đó là vấn đề đối với các tiền đạo, nhưng nó có thể là vấn đề đối với hàng phòng ngự hoặc đối với các tiền vệ. Nó không phải là vấn đề đối với 1, 2 hoặc là 3 người. Nó là vấn đề đối với một đội bóng mà trong trận đấu này họ đã không hiểu rằng đó là một khía cạnh quan trọng." Mallorca đã chơi một trận đấu tuyệt vời về mặt phòng ngự, kết quả hòa là chính xác. Trận đấu tại Mallorca vừa qua là lần đầu tiên sân vận động này bán hết vé kể từ năm 2011. Sự có mặt của Kylian Mbappe chắc chắn là một trong những lý do chính khiến cho người hâm mộ đổ xô đến sân. Tuy nhiên, dù có rất nhiều người hâm mộ Real Madrid trên khán đài, nhưng đây vẫn là một trận đấu mà đội chủ nhà Real Mallorca nhận được sự ủng hộ áp đảo từ khán giả. Họ đã cổ vũ không ngừng nghỉ cho đội bóng của mình, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy thù địch với đội khách Real Madrid. Mbappe vẫn còn thoải mái, chứ còn Vinicius thì cứ chạm vào bóng là y như rằng những tiếng la ó sẽ xuất hiện. Mặt sân chỗ khô chỗ ướt cũng khiến cho phong cách thi triển nhịp nhàng của Real gặp vấn đề. Nhưng như thầy An cũng đã nói, sai đâu thì sửa đó để tốt hơn, không thể đem những lý do này ra để bào chữa. Real Madrid đã thể hiện sức mạnh tấn công trong các trận đấu đầu tiên, nhưng cũng để lộ ra nhiều điểm yếu, đặc biệt là ở hàng phòng ngự và khả năng kiểm soát bóng như trong trận này. Điều này có thể được giải thích một phần bởi sự thiếu gắn kết trong đội hình mới với sự xuất hiện của nhiều tân binh, bao gồm cả Kylian Mbappe. Ancelotti cần thêm thời gian để hoàn thiện bộ tứ nguyên tử và các cầu thủ cần có sự hiểu nhau tốt hơn trong các tình huống tấn công cũng như phòng ngự. Vấn đề này thì thời gian sẽ là quan trọng, dục tốc thì bất đạt. Mới trận mở màn không được êm xuôi thì những Madridista chờ trận tiếp theo vậy. Ít nhất cũng phải qua 5 vòng đi, rồi tình hình thế nào lúc đó mới biết được. Trận này thậm chí còn chẳng phải là thua kia mà.